Em có bình lô cho em mua cho em. Dạ con chào ông bà cô chú. Anh hai cầm đi. Ở cái này hai cốc nha. Hai. Để em. Em mở ra. Thương bà cô chú mới học về. Ồ ngoan quá. Bữa nay hai Tâm đi học về mắc mưa rồi đó ông bà cô chú. Mắc mưa ướt mình chân rồi Tâm em thì. Còn không. Ông bà cô chú ơi, đang theo dõi kênh Tâm Sinh Thiên Hàng. Rồi hay quá. Mẹ chào ông bà cô chú ơi. Mẹ ơi bữa nay á, cha mua cho con ly nước nè. Ly lô á. Mẹ nói cô Diễm tặng cho con một đống quà luôn. Ôi bữa nay ở lớp cô Diễm ăn liên quan á hả? Mẹ biết sao không? Có là mẹ ăn liên quan rồi đó. Hư sáng rồi giấc khen luôn đó. Có giấc khen luôn. Yes. Hứ sáng mới được giấy khen chứ ngầm ăn liên quan rồi. Hai lớp Tâm Tâm được ăn liên quan nhưng mà con chú. Đúng rồi, hứ sáng được nghỉ á. Con có bị mắc mưa không? Dạ con em bị, nó mang không bị. Ôi quá trời mưa. Bánh nhiều vậy đó hả? Đúng bánh rồi, cô Diễm cô cho. Ôi rồi có chia lại cho hai với không? Hai nha. Em cho anh hai cục này nữa nè, em cho anh hai cục này nữa. Đâu rồi. Rồi có cho mẹ không? Cho mẹ, cho mẹ bánh gạo. Rồi có cho ông bà cô chú không? Cô mời cô chú nha. Mà mời chú nha. Quá bánh rồi đi học về mà đem bánh về cho hai cho mẹ luôn ta. Em bánh giả nè chú con. Rồi mình cất vô đi. Chưa ăn thì cất vô đi con. Con ăn ngọc bịch, con ăn ngọc bịch. Chưa con ngọc bịch này nè. Ngọc bịch. Chị nè khỏi ăn cơm rồi. Cô Diễm con biết gì đâu con rửa không á. Vậy hả? Con rửa cô Diễm cho nên đúng con rửa. Đây nè. Hồi nãy là mấy cục kẹo. Nãy con có. Chờ mời cô chú nha. Kẹo bánh ngọt luôn đâu. Bánh. Hồi nãy á là cô có ba cục quần. Kẹo. Cái gì? Tâm chỉ gấp quần. Không có. Một nè. Ba cục kẹo này là một. Cái này một nè, cái này hai nè, cái này ba nè. Cái này bốn, này năm, này sáu. Rồi không có. Cục sáu cái. Rồi không có, mẹ quay chỗ khác đi. Rồi mẹ quay chỗ khác rồi. Đâu có đâu con. Cô cho ba cục kẹo xin mà xin cũng ba cục ba anh em. Cho em ạ. Nè là của anh hai một cục nè. Là đúng chưa? Hồi nãy giờ tranh giành. Có hai cục bánh nữa. Nữa rồi đó. Em lỡ mà. Mắc mệt chưa? Chạy anh hai đâu? Em lỡ này luôn nè. Mắc mưa lạnh dữ không? Em lỡ này luôn nè. Sao mà em lỗ mắt này luôn hả? Tí lia luôn á. Bởi vậy. Ôi sao là Tâm em bị khan tiếng là vậy đó. Cái miệng là không ngừng nghỉ. Dạ. Hả? Dạ. Đây cho mở nè. Ồ ngon quá. Ngon quá. Mê không? Ôi. À. Yeah, hôm trước cùng siêu to không lời giờ cùng nhớ xíu rồi. Ăn cái gì không biết mời ai gì ừ, chưa. Đừng mà ông bà cô chú ăn. Ủa, con nhớ hôm trước là nó bự chà bá mà sao vậy nhỏ xíu vậy cha? Thôi mà người ta có bao nhiêu lớn vậy đó, bự chà bá ở đâu ra? Hai đứa ăn rồi chưa? Ăn rồi bây giờ đi làm nè. Đi làm sinh tố nha. Dạ. Nghe. Chưa? Chịu không? Dạ chịu. Ok. Uống nước đi, uống nước rồi bắt đầu dọn dẹp xong rồi bắt đầu làm sinh tố nha. Rồi. Sữa Milo. Này sữa Milo. Rồi biết rồi. Sữa Milo này em bảo chút mà anh tụi nha. Sữa Milo. Con có hai cái mũ này nè. Hai tư làm đi ơi. Thôi để hai phụ mẹ được rồi, con đâu có phụ được. Con phụ được, mày nhìn con nè. Bữa nay Tâm Tâm đi học á, cái gồng ở nhà bẻ dừa, nạo dừa làm sinh tố cho Tâm ăn. Tại vì cũng tới ngày nghỉ hè rồi, phải làm vài món bỏ vô tủ cho các con ở nhà mà có mà ăn.
Anh hai ơi, em má ăn em mai chỉ em đi. Rồi đấy. Mà chưa làm xong Tâm về Tâm quậy rồi. Ở nhà rồi nè, quậy để hai chị lên sân tố để nguội, vừa nguội thì Tâm về tới rồi, bây giờ về phá nè. Tịnh cái bọc ra. Bọc ra. Đây Gồng đang làm rồi, xin đậu xanh cho ba anh em ăn nè ông bà cô chú. Rồi, Tâm ơi, dít dít một miếng đậu. Miếng đậu. Miếng đậu nha. Giờ công đoạn đầu tiên là lấy đậu. Dít miếng đậu. Nhưng mà quá, mấy cái đôi bàn tay này chen vô có cái tủ đậu này không biết họ còn không nữa nè. Đôi bàn tay của em đi mua cho. Đây đây đây. Nè, bỏ vô. Ôi hai dạ kìa. Thấy hai làm không? Thấy hai làm thấy gớm chưa? Bỏ gớm hả? Bỏ đi con. Để đổ luôn nha. Dạ. Chưa gì thấy Tâm chị làm đổ rồi đó. Ở ngoài chơi đi không chịu đâu. Con đang làm gì nói cho ông bà cô chú. Dạ, con đang làm. Làm gì? Xin tố. Xin tố. Xin tố đậu xanh. Xin tố đậu xanh. Tâm chị. Cái quần lên. Sao vậy con? Sao vậy? Cái quần ta nãy dướng rách trời ơi. Trời ơi. Cái quần của người ta bị con gì cắn không biết. Rồi không sao. Cha kỳ quá. Cho cha quay được không Tâm chị? Không hả? Nè muốn của con nè. Chút xíu mà có chút xíu đâu nhậm gì đâu. Tao mới chút cười. Thiệt không? Thiệt. Cho nên phải quay né ra. Bị cái gì? Của Tâm chị bị cái gì mà cười? Tâm chị rách quần. Tâm chị bị gì? Rách quần. Rách quần. Tâm chị rách quần nên không dám cho quay đó ông bà cô chú. Cỡ. Rồi Tâm em có không? Không. Ta gắt có chút xíu à, mà Tâm em này thiệt. Đúng hết đâu nè. Thấy chưa, bữa nay về vui, đi học về vui không? Vui. Được làm gì rồi vui không? Vui quá chừng. Con được nghỉ hè nha bà cô chú. Long được nghỉ hè cho nên mẹ mới làm xin tố cho Long ăn trước. Cái này có hai. Xong rồi Tâm nghỉ sau thì kiếm cái đồ ăn khác cho Tâm ăn sau nha. Bi, mua cho con pizza. Pizza, ôi trời ơi, ăn gì? Pizza. Pizza để giờ bữa cha làm cho ăn nha. Dạ, yeah, rồi biết cái bánh pizza của cha rồi. Cái pizza của cha ngon mà. Hai ăn rồi đó Tâm. Ủa? Ngon lắm á. Như pizza thiệt chứ. Pizza đặc rồi là cha làm bằng cái gì ta? Cha. Kìa, thấy cái gì rồi, thấy cái gì rồi. Cái gì? Tâm làm. Tâm em ơi, con mới có cái hành động gì vậy? Mới hết Tâm chữ ít quần. Cái gì vậy? Cái tay dính cái chùi lên quần của mẹ. Ê chơi kỳ vậy. Lấy cái khăn lau đàng hoàng. Có không? Mà chơi chết. Không. Để kỹ lên này. Mà nó thương mẹ. Trời ơi. Hai Tâm chị. Mà nó thương mẹ. Con mới thương mẹ. Ừ. Tâm chị không dám cho quay trước mặt rồi đó ông bà cô chú. Không. Phải quay ở sau lưng vậy nè mới cho nè. Ừ. Cái quần ta gách có một lỗ tí ti à. Bữa chừng quá luôn. Có đâu. Mẹ chưa có kịp giá lại nữa là cha lấy cho mặt nữa rồi. Cha chùi. Sao vậy? Sao? Chùi. Vậy chùi. Mà nói thương cha. Tâm chỉ thương cha đâu. Làm chắc ba đem ăn chứ không có mời ai đâu. Cái gì mà sao đâu, Tâm làm, Tâm ăn mà, đâu có gì đâu. Đúng không Tâm? Đúng. Kìa biết luôn kìa, đâu làm sao, con chỉ cho ông bà cô chú ơi. Trước tiên. Làm dẹp gì đó hả? Dẹp. Rồi là làm lại một bịch nữa, chỉ cho ông bà cô chú xem coi. Chứ rồi, được mà. Rồi đó. Bịch đó được rồi đó. Rồi. Trời ơi, tới đây mới được. Trời ơi, con bỏ đậu nhiêu vậy? Năm. Rồi. Rồi, làm lại từ đầu coi. Trước tiên là gì? Trước tiên là lấy cái bọc. Rồi. Lấy cái bọc. Lấy cái bọc rồi. Cái tiếp theo là gì nữa? Gỡ ra. Ờ, gỡ cái bọc ra phải không? Học ti vô. Đó. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Ra. Đó. Trước tiên là lấy cái bọc xong. Rồi thọt tay vô nghe. Gỡ ra rồi thọt tay vô nghe. Xong rồi lấy cái muỗng. Cái sao nó múc muỗng múc vô. Đó. Mình múc mấy muỗng vậy? Sáp muộn. Cái này là ăn đậu luôn rồi chứ ăn xin tố đậu gì nữa. Rồi thì đó không được rồi, ở đó quay cái dính Tâm chị rồi. Quay sau lưng. Chơi quay sau lưng. Quay thật xấu, cái xấu của người ta không mà chơi. Rồi chưa, mấy muỗng rồi? Tâm em ơi. Đó, muỗng đó là muỗng thứ mấy rồi? Thứ hai.
thứ hai mà nhiều quá vậy. Được rồi con, hai muỗng gì được rồi con? Không, không được. Quá mà. Không được rồi. Rồi, được rồi đó, đủ rồi đó. Mình chỉ mà mình phải chỉ cho đúng chứ. Con được chưa? Đúng rồi, của Tâm chị như vậy là được rồi đó. Cái bột nào đậu ít là của Hai Long, cái bột nào đậu nhiều là của Tâm em. Tại vì Hai Long không có thích ăn đậu. Của con thì cũng ít mà. Của con cũng ít. Con thích ăn đậu không? Đây. Đâu, đâu, quay qua đây, đâu, đâu. Con có hai muỗng à. Ờ, như vậy là được rồi phải không? Con, nhớ con, nghe, để ý, con, nghe, để ý của Tâm em nghe. Cái gì mà nói nhỏ nữa rồi. Nói xấu mẹ đúng không? Đúng rồi, Tâm nhỏ xấu mẹ. Con nghe rõ ràng chị nói gì nữa là con nói thương mẹ mà nói xấu mẹ. Tâm chị nói là cháy vô quần mẹ nữa đi. Tâm chị nói là gì mà nói thương mẹ nãy giả bộ giả bộ thương rồi thương thương chưa rồi Tâm em rồi chưa chưa đang viết qua đây nè có một bịch một mà nãy giờ đó là chừng nào mới rồi ngày mai rồi anh nhiều quá mà ở vậy khang tiếng Tâm em nói sao là khang tiếng là vậy đó. Đó, bữa nay làm là mai có ăn rồi. Đây. Hè tới này nữa mà cô chú tới hè tới thì chắc cái gì của mình nữa. Rồi mai sẽ quay nấu ăn rồi quay làm bánh cho Tâm Tâm. Cho ba anh em phụ với mẹ làm. Ngày mai cho con nghỉ được không? Mai nghỉ hả? Trời ngày mai. Ngày mai cho con nghỉ luôn. Bởi vì ngày mai lớp ăn liên quan à. Rồi tới cái món món tiếp theo chắc chưa biết làm gì nữa đây ông bà cô chú ơi. Pizza. Hỏi bà cô chú muốn con làm gì nè? Pizza. Muốn con làm gì nè? Con biết làm bánh gì nữa? Con biết làm bánh. Bánh gì? Bánh chiên chiên. Chiên chiên. Đúng rồi đó. Bánh gì nữa? Bánh. Bữa hổm nghe nói biết làm bánh gì đó, vô lớp làm bánh gì đó. Bánh lá. Bánh gì? Bánh lá. Được à, nghe món bánh lá là được luôn á, bánh lá là làm im á. Vậy bữa Tâm chỉ mẹ làm nha. Dạ, thôi con biết làm, nghĩ biết làm hết, biết làm. Biết không? Nói con biết. Hết biết rồi. Vậy là mai mốt mình làm bánh lá nha. Con chưa kịp bữa này ra luôn hết đậu rồi. Tâm em ơi, dạ. Chị. Dạ. Rồi mai mốt mình cha làm bánh lá cho hai đứa nha. Dạ. Con chỉ cái sữa thương bánh. Bây giờ xong chữ. Hai đứa đi qua bên nha, tới công đoạn này là không có phụ được. Không được. Rồi, cái con uống cái này mà bự chú uống. Nạp năng lượng hả? Mới làm được có mấy bịch là nạp năng lượng rồi. Ôi ôi, Tâm bê bối quá. Tôi muốn làm. Rồi ai bị dính tay thì đi rửa tay nha. Tâm lộn được đâu. Rồi tới công đoạn của mẹ. Tới cái công đoạn này thì gồng làm một mình đó ông bà cô chú ơi. Làm một mình thì không sợ buồn sao? Không, cái này làm mình không có sợ buồn. Có nước nên mẹ gồng không dám cho Tâm ra. Tâm, rồi ra Tâm ơi. Dạ. Để Tâm ra phụ cho vui. Tâm à. Dạ. Ra đây cho vui. Dạ. Cái này là để tự mẹ làm, con không có phụ được. Thấy con. Con ngồi đi, mẹ đổ vô bọc rồi để đông lại rồi ăn nha. Có con ra mới vui chứ. Không có được không? Thôi nè, bây giờ hai đứa. Này, đổ nước Tâm ơi. Dạ. Hai đứa ngồi qua hai bên. Coi mẹ làm. Nghe. Con đó. Thấy chưa? Hai con cầm này con nè. Chưa làm nữa rồi thấy chưa? Cầm cái này đem bỏ vô tủ lạnh nè. Đi. Không muốn làm. Thấy không? Hai mẹ còn không cho làm. Nói anh hai cũng ngồi nhìn nữa kìa. Đây con. Thấy chưa? Thấy anh hai ngoan chưa? Đó, cái mẹ cột rồi cái bắt đầu con đưa cho mẹ. Hai đứa thay phiên nhau đưa cho mẹ vậy đó nghe không? Có hai đứa con gái ngoan hết sức cái gì mẹ cũng phụ hết trơn. Mẹ cầm xong mẹ đưa cho con bỏ đây. Đúng rồi. Nó mẹ làm mẹ xong cái mẹ đưa bỏ đây cái Tâm chị nè, Tâm chị. Con lấy cái này con đưa cho mẹ. Đó. Mẹ, đó mỗi đứa một công đoạn vậy đó nghe không? Tâm em tập trung quá, tập trung coi mẹ làm quá luôn. Quá mẹ cũng run tay nữa Tâm. Mẹ cột vừa xong là con đem bỏ vô thau liền nghe. Ok. Nãy con bỏ vô thau hai cái luôn đó. Mẹ đưa cho con hai cái mình bỏ vô thau hai cái luôn. Nè, nhìn nè. Đẹp quá hả? Để tính làm sữa chua. Cái này là gì? Sữa chua. Sinh tố. Sơ giống sữa chua vậy. Sinh tố đậu xanh. Sinh tố đậu xanh. Cái này nhiều quá ăn không hết rồi làm sao? Mày làm con phụ cho. Có đem
mời ông bà cô chú không? Dạ có chứ. Ông bà cô chú nào muốn ăn thì nói với Tâm Tâm, Tâm Tâm gửi, gửi bán hả Tâm? Bán hay là tặng? Bán thì tặng gì cũng được. Bán thì tặng gì cũng được hả? Tâm Tâm à, tặng gì cũng được hết chứ. Bán đi vô có nhiều tiền mua kẹo con ăn. Trời ơi, vậy gì thôi, vậy khỏi bán tao để dành ăn sinh tố, khỏi ăn kẹo. Đợi xuống răng. Bà cô chú nào có muốn mua sinh tố ăn thì liên hệ với Tâm Tâm nha. Xin một hồi chừng nào tối quá thì con lại đánh răng. Đúng rồi, tối phải đánh răng chứ. Đúng. Dạ con cảm ơn mẹ. Đẹp không? Hỏi bà cô chú ơi, thấy mẹ con làm đẹp không? Nhưng mà con cầm 3 cái luôn. Đó. Chưa. Chưa. Cầm 3 cái luôn á. Rồi có cái cho nội cho ngoại không? Có chứ. Có chứ. Cho nội cái nào, cho ngoại cái nào? Cho ngoại cái này rồi. Cái lụm lụm. Ủa sao mày cùng ngang đây luôn vậy? Ừ, cầm gì đó. Tại sao vậy? Cho nó chắc. Buổi chiều. Sao mày không cùng mấy cái này cho? Tâm về hữu hỷ vậy đó rồi cô chú. Bữa nay trời mưa không có ra giường được, nên ở trong nhà quần quần trong nhà chơi nha bà cô chú. Mẹ đưa cho con mấy cái này luôn. Buổi chiều mưa quá bà cô chú ơi. Chân của Tâm sình không à? Ủa sao mày cụm này xong cụm này? Sao mày cụm này xong cụm này? Tâm chỉ nè hết. Không có dám ngồi dưới sợ bị thấy. Nên người lại bắt ghế ngồi à. Hai con bắt ghế ngồi. Trời ơi nhiều chuyện quá à. Hi hi. Con ngồi đó chơi, con để làm nha. Cái nào không cho phụ. Anh hai mẹ còn không cho phụ nữa rồi, thấy chưa? Thấy chưa, anh hai ngoan, anh hai ngồi một mình á. Con cũng ngồi một mình con. Nhưng mà mẹ sao con, mẹ đưa con mà. Vui rồi, mẹ cầm thấy vui không nè. Làm có mấy đứa con thì phụ nhau vậy là vui dữ lắm rồi. Con đâu phụ mẹ đem chở phụ gì đâu. Con thích dữ không, tao mẹ em thích không? Dạ hết. Thích làm bánh không? Dạ hết. Đây thì có dừa, có dừa ở ngoài vườn á bà cô chú. Vườn nhà không có thì qua xin dừa ở vườn nội, vườn ông chú rồi đó. Lúc nào muốn làm bánh cũng có dừa hết á bà cô chú. Cho nên dễ làm bánh ăn lắm. Nội tướng kỳ tâm em. Cái quần con khác. Hay là ba đứa đi vô coi chú Quy chơi đi. Thôi con phụ mẹ rồi. Đưa mẹ. Con đổ lại cái này. Đưa con ơi. Để cho nè, con nhìn Hai Long làm. Lớn anh Hai Long làm còn biết được hay không nữa, là ai còn sợ nữa, không dám đổ. Hai gung tay, hai đổ rồi kìa Tâm. Miếng nữa đi. Đổ đi, đổ đi con xíu nữa. Mẹ ơi, hai mẹ đưa con đổ đi sao mẹ cộp. Mẹ đưa con đổ con cộp. Mẹ cho con đổ đi mẹ cộp. Mẹ cho con đổ đi rồi con mẹ cộp. Bây giờ ba đứa đi vô coi chú Quy với cha nè. Để cho mẹ làm. Mấy cha con đi vô phòng chơi. Đi. Chẳng chơi đi con, mẹ ở đây để làm. Thôi đi vô. Vô nè Tâm ơi. Vô. Đó, hai chị em giờ này thì chạy vô trong phòng coi chú Quy. Ngoài kia bị la quá luôn rồi bà cô chú ơi. Mẹ gặp làm không có chuyện không được. Giờ hai chị em vô ngồi coi chú Quy chơi với nhau nghe. Cha ra ngoài cho phụ mẹ xiết cho rồi là ngày mai mình mới có ăn. Dạ, ngày mai đi học rồi chơi. Chiều về mình ăn. Rồi vậy thôi, mình chào tạm biệt bà cô chú nha. Anh chào tạm biệt bà cô chú. Thế là hết. Chúc mọi người nghỉ khỏe. Thế là hết video của gia đình Tâm Tâm rồi. Gia đình Tâm Tâm nha. Rồi, xin chào. Xin chào.